tại khu vực đường Trần Hưng Đạo rẽ vào đường Hoàng Sào thuộc tổ 21 phường Pom Hán thành phố Lào Cai. Việc tổ chức họp chợ trái phép ngay tại đầu đường đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Mặc dù có biển cấm tổ chức họp chợ, nhưng người dân địa phương và các khu vực lân cận vẫn bày bán hàng tại đây. Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông càng trở nên phức tạp hơn khi các tuyến tàu chở quặng của công ty Apatit Việt Nam chạy qua. Tôi già rồi tôi không đi được. Chân đau lắm. Con cái nó đưa dẫn đây ngồi bán vớ vẩn. Ở đây có lúc nào bị đuổi? Có, đuổi thì chạy thôi. Không chạy được thì các ông thu hết thì thôi. Mình thế này là mình sai. Chứ không phải mình đúng. Cho nên là thôi, trông các ông thì chạy, chạy được thì còn, mà không chạy được thì các ông thu thôi. Một chuyến tàu của em mà khi mà vào đây á, thì chỉ có 4 phút thôi. Nhưng mà cái nó gần đến xe đèn đỏ ấy ạ. Thì là với cả là cái lượng xe cộ ạ, phương tiện đi qua cái nút giao này nó hơi nhiều ạ. Nên là nó sẽ gây ùn ứ lại ạ. Khi mà bọn em đóng chắn khi mà tàu đi qua. Cái chợ thì nó lại họp vào đúng vào giờ cao điểm ấy ạ. Dù lực lượng trật tự đô thị của phường Pom Hán thường xuyên có mặt để xử lý việc người dân họp chợ trái phép, nhưng tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn khi lực lượng này rời đi. Tôi ưu nhất thì bây giờ là phải để cho bảo vệ dân phố 2 người một ngày, tức là nhưng phải có kinh phí cho người ta. Thế nhưng mà không biết lý do gì là cũng không làm được. Làm được 2 tuần, 3 tuần thì nghỉ, không làm nữa. Làm như thế thì nó mới triệt để thôi. Bởi vì bảo vệ dân phố người ta trực từ sáng đến trưa, không lại từ trưa đến chiều thì mới làm được. Tôi sẽ phối hợp với lại chợ Pom Hán và chợ Triềng làm sao để sắp xếp bố trí các cái địa điểm kinh doanh cho các cái hộ kinh doanh không cố định. Đấy thì sẽ bố trí điểm để kinh doanh. Cái thứ hai nữa là về đặc biệt là về công tác tuyên truyền đối với các cái hộ kinh doanh, là đặc biệt là về không lấn chiếm hành lang vỉa hè, và sẽ có những cái biện pháp xử lý cứng rắn đối với các cái trường hợp mà cố tình vi phạm. Việc họp chợ trái quy định tại khu vực này gây mất mỹ quan đường phố, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân. Lực lượng chức năng cần có biện pháp quyết liệt hơn để xử lý dứt điểm tình trạng này, đồng thời có phương án sắp xếp điểm kinh doanh hợp lý cho người dân.